chào quý khán giả đang theo dõi Chuyện Tình Tôi Kể trên HCTV. Quý khán giả thân mến, nhạc sĩ Trần Tiến là cái tên quen thuộc và ghi đậm dấu ấn trong lòng người yêu nhạc. Với phong cách viết chỉnh chu, ca từ trau chuốt, nhiều lớp nghĩa, hòa cùng giai điệu độc đáo, nên những sáng tác của ông đều được công chúng đón nhận và gây được tiếng vang vượt thời gian. Chuyện Tình Tôi Kể hôm nay sẽ mang đến quý vị những sáng tác đặc sắc và ý nghĩa của người nhạc sĩ này.